Hello mọi người, mình là Kỳ Anh, cảm ơn các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nhé. Hôm nay mình sẽ làm cái video để thông báo cho các bạn cái dự án Zetu này này. Thì hôm trước có hướng dẫn các bạn làm cái airdrop của dự án này và nó đã trả về sàn rồi, đã trả về ví rồi. Bạn nào mà trước đây làm theo mình cái dự án Zetu này này, hôm trước có làm airdrop của nó này nè. Đấy, 25 Zetu. Đấy, thì hôm trước thấy nó trả rồi ấy. Đây. Và mình đã thông báo là Zetu đã về ví này, anh em check này. Đấy. Bạn nào mà có cái dự án này à? Đây thì mình hôm trước là mình có bán rồi đấy mọi người ạ. 100 day ago. Tả 100 day về trước bán có 3 đô mọi người ạ. Trời ơi, các bạn biết bây giờ nó giá nó bao nhiêu không? Hai mấy đô ấy. Và mình có mua lại này, cái này là mình mua nha các bạn nha. Mình mua hết 15 đô hay sao ấy. Đây các bạn. Đấy, đây đang là 0,14, tức là 0,15 đi. Đấy. Tức là 100 đồng là được 140 phải không các bạn? Đấy. Hơn 20 đô, khoảng 25 đô đấy mọi người ạ. Bây giờ mà bán là được 25 đô thì nó đang thì chuẩn bị list ở sàn Big Mac các bạn nhé. Nó list sàn Big Mac. Nó cho ấy rồi nhé các bạn nhé, cho deep ở hôm nay rồi đấy. Chúng ta sẽ ấn vào pause. Zetu ngày mai, chắc là ngày mai nó mới lít rồi mọi người. Nó có một cái sự kiện này. Nói chung là sự kiện này thì là sự kiện mạng xã hội mọi người ạ. Chúng ta sẽ theo dõi Facebook, Threadstream và tag ba bạn bè. Sau đấy chúng ta sẽ điền một cái form ấy. Cái này thì cứ chia sẻ là mấy nghìn nhỉ? 10.000 Zetu các bạn nhé. Các bạn Threadstream và tắc ba bạn bè. Bạn nào mà còn cái dự án này ấy thì mọi người vào ấy nhá. Mọi người còn cái dự án này thì mọi người có thể chuyển lên sàn bán hoặc là các bạn có thể bán ở trên PancakeSwap nhá. Còn ở đây là mình hướng dẫn các bạn làm cái sự kiện ở trên Big Mac nhá. Đấy, các bạn theo dõi một cái group này, join. Rồi quay lại đây thì các bạn ấn flow nhé. Big Mac Exchange thì mình đã flow rồi. Tiếp theo là mọi người sẽ điền vào đây, Twitter account thì mọi người sẽ điền Twitter name nhé. Và đây mọi người điền Twitter name này. Telegram thì các bạn sẽ đánh tên của mình vào nhé. Big Mac account, các bạn có thể play push Big Mac account, không biết là nó đòi cái email hay là cái ấy nhờ. Account này. Chúng ta sẽ đánh vào email mọi người nhé. Chúng ta sẽ dán vào email. Thì nó sẽ dựa vào email để nó phát cái chương trình giải thưởng về cho mình nhé. Cũng không biết là nó chia cho mỗi bạn bao nhiêu nhưng mà thấy thì mình làm thôi nhỉ. Z2 Twitter, Z2 Swap. Đây các bạn chụp ảnh là cái này để cho nó thấy là mình có theo đây. Cái này thì Twitter Bitmark thì mình đã theo Bitmark rồi nè. Đây chụp lại một cái nữa này. Cái này là Telegram thì mọi người sẽ ấn vào. Đấy, chụp lại cái ảnh là mình đã theo dõi nó nhé. Đây.
Tiếp tục là một cái ảnh mà các bạn đã retrain này, rồi các bạn vào profile thì mọi người sẽ thấy cái link của mình ở đây phải không? Đấy. Đấy, chụp lại. Tiếp tục ấn vào đây nữa nè. Ok chưa? Đấy, hết các bạn ấn vào gửi nhé. Đấy, bây giờ nó mới có giá đâu mọi người ạ, ngày trước không có giá đâu. Ngày trước giá rất là thấp nha. Cái dự án này, PancakeSwap swap này vẫn được 100 đô này mọi người. Hình như hôm trước mua hết có 15 đô hay sao mọi người. Con này mua trước mà. Mai nó mới list Pancake, mai nó mới list Big Mac mọi người nha. Sự kiện này chắc là sau ngày 24 tháng 7 thì nó mới trả mọi người ạ. Cái phần thưởng đăng ký này thì 500 người đăng ký đầu tiên ấy thì KYC đầy đủ sẽ nhận được 60 giây tu các bạn nhé. 61 là 6, tầm khoảng 10 đô la. Đấy. Còn cái này thì không biết là nó cho bao nhiêu luôn mọi người ạ. Thì cái biểu mẫu nó ở đây nhá. Thì mình sẽ để cái link sự kiện này nhá. Các bạn muốn làm thì các bạn vào link sự kiện ở đây và các bạn thấy mẫu ở đây nhá. Đấy, Red Train thì ở đây, nhóm ở đây, có đầy đủ thông tin ở đây rồi nhé. Đấy, một bạn 10.000 à 1.000 người may mắn nhất sẽ nhận được khoảng chia sẻ cái giải 10.000 này thì tức là mỗi người được 100 phải không? Mọi người. 100 tức là khoảng 15 đô gì đấy mọi người nhá. Cái này mua và kiếm này, 600 người dùng đầu tiên. Mua 300 USDT sẽ nhận được 100 J2. Cái này thì là cạnh tranh giao dịch. Giao dịch này thì mình nó rất là khó này. Vậy còn cái mua này thì cũng cũng thế này, khó này. Còn cái này thì dành cho 500 người đầu tiên thôi. Đấy, thì mình sẽ để link bên dưới cho các bạn nhé. Bạn nào mà chưa có tài khoản thì mọi người có thể đăng ký vào KYC nhé. Xem có lọt vào cái vòng 500 này không thì các bạn sẽ nhận được 10 đô nhé. Với lại các bạn làm cái truyền thông xã hội này. Đấy, còn cái bạn nào mà trước đây làm theo mình cái dự án này mà các bạn copy lấy cái contract này này dán vào trong cái ví trust đấy hoặc là các bạn dán vào ví ở trên trên này này đây mình show cho các bạn này ở trên MetaMask đấy, các bạn vào đây tìm nhé các bạn vào chỗ đây này tìm nhé view này. Đấy, mọi người copy cái dán vào đây hoặc là các bạn dành tên của nó vào cũng được hoặc là contract. Contract thì tìm cũng được mà không thì các bạn đánh là J2 vào thì nó sẽ tìm ra cái coin của mình. Sau đấy các bạn ấn vào đây này thì các bạn sẽ thấy là nó trả vào hôm nào. Cái lệnh mình mua mình bán bao nhiêu thì nó sẽ liệt kê ở bên dưới cho mình. Đấy. Đấy, ok thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video nhé. Bạn nào mà muốn tham gia cái chương trình truyền thông xã hội thì các bạn làm theo hướng dẫn của mình như thế này. Đấy, thì còn nếu không thì các bạn check cái ví của mình xem các bạn có cái coin này không. Trước đây làm theo mình cái dự án này và còn còn hay không ấy thì các bạn vào bán nhé. Mình thấy giá cũng khá là tốt, khoảng 0,15 đô la một đồng nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ ủng hộ mình nhé.